Hello mọi người, đây là hôm nay là ngày mùng 2 rồi nhưng mà mình đã làm mấy món ăn Việt Nam này để đãi cả nhà mình đây. Đây là ông mình nè. Đây, nhà mình hôm nay chỉ có nhà mình thôi. Mọi người ơi, đây là cái bánh mì mà ngày hôm nay mình làm đây. Nó không có thành công lắm mọi người ạ. Tại vì đáng nhẽ nó phải nở to cơ. Nhưng mà quả mình nói chung là mình không biết nữa. Giống như cái này thấy còn nở một chút này. Đây. Nhưng mà nó rất là nhỏ. Nó đáng nhẽ nó phải nở gấp đôi thì phải. Đây, mấy cái này còn đỡ nha. Cái này là hơi bé tí xíu này. Đó. Nói chung là không biết vị bên trong thì như thế nào. Tí nữa thì sẽ ăn. Hôm nay thì mình sẽ làm món dạng như bánh mì Việt Nam á. Đây, bánh mì ở đây và mình đã làm với lại thịt nướng và thịt viên. Đấy, đây là rau cải chua này. Còn đây là một ít bánh chưng mà mình gói thì mình đã bỏ ra đây để xem là mọi người có ăn không. Thì mình chỉ cắt một xíu về thôi, xong rồi nếu mà ai ăn thêm thì mình sẽ cắt. Còn đây là giò lụa, chả lụa. Thì cái này thì mình đã mua sẵn thôi, mình đã không có thời gian làm. Đấy, còn đây thì mình làm một ít miến xào chay nè. Còn đây là tôm thì mình mua thôi mọi người ạ. Đây, chả giò thì mình làm hai cái, một cái là thịt với một cái là rau củ. À, đây là bánh chanh mình làm. Wow, nhìn cũng rất là nay nọ. Đấy, mình sẽ gọi là ăn mừng ngày Tết. Xoài này cô chú ơi, chào, nói đi, chúc mừng năm mới. Nói đi con, nói giống như lúc nãy con nói vỏ trứng à. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Ờ, không nói hả? Vậy con có ăn không? Hả? Không hả? Ra đây ôm mẹ một cái coi, ra đây. Ồ, ôi giời, nó có bà một cái là nó đâu có thèm mẹ đâu. Mọi người ơi, bây giờ thì nhà mình sẽ ăn thôi nào. Làm dạng barbecue thôi mọi người ạ, tại vì cũng không có đủ chỗ để ngồi á. What? Oh, I don't know what it's called. I mix everything in, so you can try. But with that bread, you cut it in the middle. You cut it in the middle, and then put the stuffing inside, and then put those, you know, like salads in, and then that sauce in. You want to get butter? If anyone want it, that sauce is not. Oh, yeah. Should you be said? Sorry, I cannot have make the. Number one. What's in there? That's just prawn and then onion ring. Prawn then. And what? Prawn and onion ring. I made bread last week and then Lynn had to make a better one this week. That was about right. And did she? Yeah. So you have to cut in middle. Yep. Cut that in the middle. This bread is amazing. Is that the yeah. Cô chú ơi, mọi người đang ăn, còn xoài thì đang ngồi đây ăn crisp này. Trời ơi, con ăn bánh mì không? Mẹ lấy bánh mì cho con ăn. Ừ? Mẹ lấy bánh mì cho xoài ăn nhá. Mọi người vẫn đang lấy đồ ăn. Đây. Hello. All fish. No, it's just vegetarian with egg only. Thôi bây giờ thì mình cũng sẽ đi ăn. Yeah, pork and that mean is pork and beef. Yeah. Is that the special cake in the New Year for Vietnam? Cake. Yeah. Oh. Like sticky rice with pork and meat. If you want to try one. So do you have that with your meal now or after? No, you can eat together. It's not like cake. It's like savory. I'm at home. I'm off tomorrow. Oh, are you? Oh, is it? Oh, it's half time. Yeah. Ồ, mọi người nhìn cái bánh mì của mình cũng không đến nỗi. You have to get with the vegetable as well, Connor. Oh, you don't want it. Oh, that's good then. That means it gets wet really quickly in the traffic. School holidays is always quieter on the roads, isn't it? Bây giờ thì nhà mình sẽ ăn thôi. Xoài nó đang ăn cái gì không biết. À, nó đang ăn bánh mì. She runs it from our garage now.